Xin chào các bạn, để hướng dẫn các bạn cách liên kết ví MetaMask với dự án đang airdrop là OpenX thì các bạn sẽ làm các bước như sau. Đây các bạn xem, đây là cái app đào Core Satoshi trước đây và hiện tại thì đang airdrop cái đồng OpenX này. Thì chúng ta sẽ phải vào ví MetaMask. Đây các bạn đợi mình một chút. Ví MetaMask của các bạn, khi mà các bạn muốn thấy được cái mạng OpenX này thì các bạn hiện tại thì mình đã ép vào rồi, còn nếu mà bạn nào chưa có ấy, đây các bạn xem này, đây là một số các cái mạng mà mình đã ép được vào ví MetaMask. Nếu mà chưa có các bạn ấn vào thêm mạng đó, và các bạn ấn vào mạng tùy chỉnh. Rồi ở đây thì các bạn sẽ nhập tên mạng URL của RPC, ID chuỗi biểu tượng URL của trình khám phá khối theo cái thông tin này các bạn nhé. Đây, theo thông tin này. Đó, theo thông tin này. Đấy, network name này, OpenX long testnet này, RPC URL chain ID. Đó, các bạn nhập theo những thứ tự như thế này. Sau khi mà các bạn nhập xong rồi thì các bạn ấn vào thêm ở đây. Thêm ở đây thì sau khi thêm rồi thì nó sẽ ra biểu tượng này đó. Và để trả lời các cái câu hỏi KIC nhận được cái đồng OpenX ấy, thì các bạn sẽ copy cái đường link này, các bạn dán đây nha, mình thao tác luôn cho các bạn xem. Copy, rồi các bạn chuyển sang cái mục này đấy, ở trong ví. Để mình làm lại đây. Đấy, các bạn dán cái đường link đấy vào vào đây. Dán, sau đó các bạn OK để cho nó dẫn vào cái đường link đấy. Đây thì các bạn nhìn thấy đang ở trong cái môi trường của cái airdrop đó. Hiện tại thì nó báo là chưa connect cái trang chủ của dự án với lại ví. Thì các bạn ấn vào connect, đây nó sẽ hỏi là kết nối tài khoản của Longhub OpenX Network này với cái địa chỉ ví MetaMask của mình này, thì mình ấn kết nối các bạn nhé. Đó, như vậy là các bạn chờ một chút để nó test. Kệ nó thôi, bao giờ nó kết nối được thì nó sẽ báo là connected thôi. Bây giờ mình sẽ vào trả lời một số câu hỏi, thì các bạn vào mục process ở đây này. Đó, và các bạn ấn nút start để bắt đầu trả lời các cái câu hỏi của nó nhé, để có thể chuẩn bị nhận các cái đồng OpenX này về ví MetaMask của các bạn. Chúc các bạn thành công.